mình là 43 với ông này đấy. Hôm nay mình sẽ cùng bọn tôi hiểu về sự dẫn nở âm nhiệt của chân rắn bạn ạ. Đấy, đấy cùng có đầu tiên một cái vành khuyên bạn ạ, đấy gọi là cái khuyên tai ấy à, để tai to thô lù nắng. Thứ hai là một quả cầu sắt đấy. Thứ ba là cầm lửa bạn ạ. Đấy thì đầu tiên các bạn quan sát cho mình nhé, quan sát nhé. Đấy, đây các bạn nhìn xem, nhìn kỹ nhá, xem quả cầu này nó có đi qua được cái vành khuyên không bạn, nó có đi qua được cái vành khuyên không. Đấy. Rồi, tầm chuẩn thứ nhá, 1, 2, 3, go. Đi qua một cách easy luôn các bạn. Đây đấy nhá, đi qua một cách easy luôn. Bây giờ mình sẽ thử nung nóng quả cầu sắt này lên, sau đó gọi là đưa vành khuyên này để xem nó có chui qua easy không nhé. Đấy nào, làm sạch đốt lửa. Chắc cái này mình nung tầm ý, mình nung tầm 1 đến 5 phút cho chắc là được. Đấy. Nào, chờ xem nào. Chờ đợi là vàng. Ý, để thử xem mà con này, để xem không biết là bây giờ mình nung được chưa. Cứ thử con ạ. Đấy, biết đâu bất ngờ. Đấy, rồi. Bây giờ mình đã nung xong, chưa xong đâu, mình cứ thử đi. Đấy, đây là quả cầu đây, nung nóng bạn ạ. Giờ mình thử đi gọi đút vào viên như nào. Ui, không qua được luôn bạn. Ui, oh my god. Oh, oh my god. Oh, các bạn nhìn nhá. Đấy, không có gì gian lận nhá. Oh, kinh gì. Oh, oh, giờ đi qua là chắc tại mình nung hơi ít nên nó bị nguội đi được bạn. A few moments later. Bây giờ mình xem lại lần hai, quay lại bạn xem lại này. Đấy, lúc đầu thì chưa nung nóng, quả cầu của bạn đi qua khuyên đồng ấy. Thì điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là quả cầu nhỏ hơn khuyên đồng của bạn ạ. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nung nóng quả cầu lên, nó đưa lại vào khuyên đồng xem như thế nào. Đấy. Đốt lửa lên cái đã. Nướng thịt bạn ạ. Đấy, đang là cuộc thi nướng đồng à, đây là nướng sắt nướng đồng đấy, để xem ai nướng được ngon nhất đấy. Và khán giả ai nhận được ngủ, khán giả sẽ được ăn món thịt đồng đấy. Đó, đầu bếp chuyên nghiệp đơn giản chỉ bằng là dùng cồn để nướng lên thôi đó. Rồi tầm đấy chắc là để đến 5 phút là tầm rồi đấy rồi đấy. Đừng hết đi bạn, đừng hết đi cho nó là nóng lâu con ạ. Và thường thường người ta cứ bảo ăn nóng mới ngon con ạ. Đấy, thì em sẽ đun lâu lâu thì ăn nóng. Thế nhờ, là còn người không biết nóng chưa, nóng là cũng cực kỳ bạn. Thế đổ mồ hôi rồi, đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy, mình mới tạo ra là một con thịt đồng chín đấy, nhớ đánh giá điểm cao nhá. Đấy, rồi thôi chắc là vậy được rồi các bạn ạ. Đó, bây giờ mình đi qua lại là các bạn ơi. Ô, quả cầu không thể đi qua được vành khuyên. Ô, oh my god. Ô, các bạn có thấy gì không? Wow. Như vậy là sau khi thấy là quả cầu đã to hơn cái vành khuyên rồi bạn, to hơn cái vành khuyên rồi. Như vậy là quả cầu lần này nó đã
cứ nóng. Ôi, bây giờ mình sẽ làm nguội nó, nhúng vào nước lạnh xem như nào nhá. Ok. Nghe tiếng kêu xèo 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 luôn đấy con ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ lại nào. Đi qua được một cách easy con ạ. Đấy, như vậy em cũng nhờ cậu nguội đi khi lạnh. Đấy, có gì à? Như một màn trình diễn luôn. Lúc đầu bình thường đấy, đút qua một cách easy, nhưng khi đun nóng lên thì nó lại không thể qua được. Đấy, sau khi mình làm nguội nó lại qua được easy. Như vậy chứng tỏ là quả cầu này hay được gọi là chất rắn đã nở ra vì nhiệt ngọn lửa và đã co lại vì sức lạnh nước. Đấy, như vậy là video ngày mình đã cùng bạn tìm hiểu về sự nở vì nhiệt của chất rắn. Nếu có ai có thêm một like, một xem, đăng ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.